Quanh khu vực bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, nhiều bến cóc rải rác trên các tuyến đường như quốc lộ 13, Chu Văn An, Đinh Bộ Lĩnh hoạt động rất nhộn nhịp. Tại văn phòng của một nhà xe trên đường Chu Văn An, nhiều hành khách tập trung tại đây chờ xe. Khi xe dừng nằm đến, phủ xe nhảy xuống nhanh tay chất vali của khách vào gầm xe trong khi khách bước vội lên xe. Xe này lăn bánh đi thì xe khác cập bến liên tục. Cách đó không xa, trước địa chỉ số 120 quốc lộ 13, xe dựng năm biển số 50F đang đậu trước biển báo cấm dừng và đậu xe để đón khách. Bãi xe số 397 Đinh Bộ Lĩnh tuy có dán bản thông báo không đón trả khách và chỉ lên xuống hàng hóa, nhưng thực tế hành khách vẫn tay sách nách màng ra vào liên tục. Bãi xe này là một trong những bến cốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh từng điểm mặt. Tấp nập nhất là quanh bến xe miền Đông mới với hàng trăm lượt xe đón khách ngay trước cổng bến. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau thời gian thực hiện phương án hạn chế xe dừng nằm vào nội đô từ ngày 10 tháng 1, tài xế và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã chấp hành phương án điều chỉnh. Tuy nhiên, đã phát sinh tình trạng xe khách dừng nằm thường xuyên dừng đậu xe trên các tuyến hành lang, vành đai để đón trả khách. Để giải quyết triệt để, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đề xuất tăng thời gian cấm xe dừng nằm vào nội đô 24 trên 24 giờ sau khi đánh giá hiệu quả hơn 6 tháng cấm theo khung giờ. Trong thời gian này, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp đi vào khu vực cấm và dừng xe, đậu xe trên các tuyến đường vành đai, hành lang để đón trả khách không đúng quy định.